năm cái thực phẩm nó giúp cho chúng ta làm giảm cái cholesterol. Và khi mà cái mức sống hiện tại của chúng ta nó tăng lên thì chúng ta thường sẽ tiêu thụ nhiều những cái thực phẩm mà bổ dưỡng hơn. Và cái điều này nó làm cho chúng ta tăng nguy cơ bị mỡ trong máu, và nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra tình trạng là chúng ta bị xơ vỡ động mạch và nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Vậy thì chúng ta nên ăn gì và uống gì để hạn chế những cái nguy cơ bị mỡ trong máu này? Đầu tiên đó là gì? Là nhóm hạt và ngũ cốc. Một cái số tên mà nổi bật nhất mà không thể bỏ qua đó là gì ạ? Là yến mạch và hạnh nhân, đậu phộng và gì nữa? Gạo lứt. Thì đây là những cái thực phẩm mà nó không thể thiếu đối với những người mà bị mỡ trong máu cao. Tiếp theo là rau củ quả. Thì các loại rau nó giàu chất xơ, chẳng hạn như táo này, cần tây này, rau diếp cá này, súp lơ này, mướp đắng này và giá đỗ vân vân. Và thứ ba là những cái loại cá và những các cái loại thịt trắng. Và chúng ta nên chọn những cái loại thịt trắng như là thịt gà này, thịt vịt, thịt ngan, vì chúng ít cholesterol hơn thịt đỏ. Và cái thứ tư là nấm và gia vị. Thì ngoài cái giảm mỡ trong máu thì chúng còn có nhiều cái công dụng khác như là gì? Điều hòa các cái hoạt động về tim mạch và làm chậm cái quá trình mà mình bị lão hóa nữa. Và cuối cùng mình đừng quên đó là trà xanh. Chúng ta hãy nên uống trà xanh sau bữa ăn và tránh uống trước khi mà chúng ta đi ngủ.